Xin chào quý vị và các bạn thân mến, tên tôi là Mark, Mark 25 tuổi. Mark sống ở Việt Nam khoảng 2 năm rồi và học tiếng Việt 2 năm trước ở bên Mỹ. Mark làm cho chương trình từ lâu rồi, khoảng sau 2-7 tháng. Đi qua nhiều tỉnh rồi, đi Bình Dương, đi Ninh Bình, đi nhiều lắm rồi. Thích lắm và Mark đi miền Bắc lần đầu tiên với chương trình và sau đó Mark biết nhiều hơn về văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Mark thích đi du lịch bằng mô tô ở Việt Nam. Mark hy vọng các bạn sẽ xem Mark nhiều hơn trên chương trình Việt Nam đất nước tôi yêu. Hành trình tiếp theo của tôi là tham gia vào một chuyến du lịch rất đặc trưng của vùng Cà Mau, đó là Cà Mau Năm Căn và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Anh Dũng cho tôi biết, đây hứa hẹn sẽ là một chuyến đi thú vị và hấp dẫn. Anh ơi, bây giờ chúng ta ở đâu? Thì hiện nay chúng ta đang ở trên sông Cửa Lớn, mà đặc điểm cái sông Cửa Lớn này, thượng nguồn, hạ nguồn đều bắt nguồn từ biển. Nước lớn chảy từ biển Đông sang biển Tây và nước ròng cũng chảy từ biển Tây sang biển Đông. Đây là một lưu lượng sông lớn và cái phù du tôm cá đây rất là lớn. Dạ anh ơi, trên đường này có rất nhiều cây, cái này là gì? Ở đây là cây mắm. Cây mắm. Tức cây mắm là cây tiên phong. Cây tiên phong để lấn biển. Khi cây mắm mọc lên, thật là rễ em thấy. Dạ, cái thấy. Mắm đó là rễ mọc ngược, cho nên khi phù sa vô đó thì lắng động phù sa trong cái rễ mắm. Thì cây mắm giữ được đất. Cái tiên phong lấn tiếp tới mùa mắm chín á. Anh Dũng còn chia sẻ thêm cho Mark biết, vùng đất Mũi Cà Mau ngoài giá trị văn hóa lịch sử, vẻ đẹp nên thơ, bên trong nó còn chứa đựng sự đa dạng về cảnh quan, môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học hiếm có. Ở đây có nhiều vùng sinh quyển độc đáo. Sự độc đáo của Mũi Cà Mau là vùng sinh thái bãi bồi, rừng ngập mặn ven biển, vùng sinh sản và trú ngụ của các loài thủy sinh vịnh Thái Lan, điểm dừng chân và trú ngụ của nhiều loài chim di trú quý hiếm trên thế giới. Về đây nghiên cứu khoa học rất là nhiều. Bây giờ khu dự trữ sinh quyển mà cho người nước ngoài về đây nghiên cứu động thực vật rồi nghiên cứu môi trường rất là nhiều. Sau một khoảng thời gian đi cano khá dài, Mark đã đến vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Ở đây bán rất nhiều đặc sản địa phương như cá khô, tôm khô. Con cá này là con cá bông lau, khi mà cháy mắm nó rụng xuống là con cá này từ biển đảo vậy, đổ vô. Như cá hồi vậy, đổ vô trong này để tìm đồ ăn. Bây giờ anh với Mark đi tham quan cái khu công viên quá du lịch Mũi Mau. Yeah. Cái khu công viên văn hóa du lịch Mũi Mau rộng 150 hecta. Tức là đây là biểu tượng danh thắng của Việt Nam. Khu công viên quá du lịch Mũi Cà Mau được Tổng cục Du lịch chọn là khu du lịch chuyên đề cấp quốc gia. Đứng này đi đâu? Đây chúng ta đi ra thăm các cái sản phẩm. Thứ nhất là cái cột mốc. Hai là cái biểu tượng Mũi Cà Mau. Tức là đi ra điểm cuối của đất liền Việt Nam Tổ quốc, Việt Nam. Cái mắm này hồi trước thời kỳ kháng chiến cách mạng, thời kỳ cách mạng là khi mà không có lương thực mới nấu trái mắm ra nhiều nước để ăn. Trái mắm này khi rụng xuống là cá dứa ăn no đến nỗi mê, ăn no đến nỗi là phình bụng lên luôn, no quá căng bụng lên nổi mặt nước. Nổi nước ta dùng cái cây nhọn gì này chĩa vô bắt lên cá dứa, cho nên ta kêu bằng bông lau á. Cá bông lau là ta, lúc đó ta bắt không câu như giờ, ta cứ dùng cây nhọn vậy, nhọn đâm bắt cá lên, vì tới mùa nó rất là mê ăn này. Chúng ta đi đến cột mốc tọa độ quốc gia Mũi Cà Mau. Rồi mắt đọc xem nè, Mũi Cà Mau mốc tọa độ quốc gia, thăm một biểu tượng Mũi Cà Mau là tiểu cảnh Ba Nô. Mắt thấy giống con thuyền không? Dạ, giống. Nhà thơ Xuân Diệu từng viết một câu nổi tiếng là tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau. Đó, Mũi Cà Mau, mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau. Là đây là cánh bơm như lộng gió căng tiếng cả biển, tiếng cả biển. Mắt đọc. Mũi Cà Mau 8 độ 37 phút hả? Phút. 30 giây. Sau khi tham quan xong các điểm di tích, Mark được anh Dũng đưa đến một nơi mà theo anh nó khá đặc biệt và được rất nhiều khách du lịch ghé thăm, đó chính là Vọng Đài.
ổi và một phần của thềm lục địa. Cao lắm. Mắt nên tập thể dục nhiều hơn. Thì lên trên đây chúng ta ngắm cảnh hoàng hôn. Đặc biệt đó, ở điểm hoàng hôn này nó có cái việc tương đối lạ. Do khúc xạ ánh sáng không như thế nào không biết. Nhưng mà mặt trời mọc hướng đông lặn ở hướng tây. Nhưng mà có những lúc do khúc xạ ánh sáng như thế nào đó, trên nhau khoảng góc khoảng 45 độ. Các bạn ơi, hoàng hôn này rất là đẹp và chưa bao giờ mọc được thế phong cảnh đẹp như vậy. Đúng là từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh mũi Cà Mau đẹp vô cùng. Những tia nắng cuối ngày bao giờ cũng rực rỡ nhất trước khi chúng tắt hẳn. Một nét đặc trưng của đất mũi là trời nhanh tối, và đây cũng là lúc Mark và mọi người bắt đầu một hành trình mới cũng thú vị không kém. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 7 giờ tối và Mark và mọi người chuẩn bị đi bật bạc khí. Mark được biết là bạc khí là một loại đặc sản ở mũi Cà Mau. Anh ơi, chúng ta sắp đi đâu tìm bạc khí? Giờ chúng ta đi vào ven rừng, mé rừng. Khi nước lớn lên thì bạc khí sẽ lên khỏi hang và bám vào cái chân của mấy cái rễ cây. Chúng ta bắt. Tìm buổi tối thôi được, được ha, không đi buổi trưa, buổi chiều được ha. Nhưng buổi tối á, buổi tối bà khía nó lên khỏi hang, bà khía lại dạng hơn. Và đêm tối bà khía ít chạy hơn. Và nước lớn lên á, thì bà khía lên cái rễ cây đó là mình dễ bắt hơn. Mắt có cảm giác gì đi giữa rừng bắt bà khía như thế này không? Dạ chưa, khó lắm. Cảm thấy có thú vị không? Thú vị lắm. Hawaii có còn như thế này nhưng ở bờ biển nên dễ hơn. Trời, quá dễ hơn. Trong giữa rừng thì đáng lẽ nước phải ngập lên thế này. Yeah. Rất là nhiều, bám theo cái rễ cây như vậy nè. Mình cứ chụp thôi. Mà hôm nay do nước cạn. Dạ dạ. Nó ít đã xuống hang. Mark được biết, khi nhắc đến Cà Mau, nhiều người liên tưởng ngay đến ba khía. Ở đồng bằng sông Cửu Long, không nơi nào nhiều ba khía như ở Cà Mau. Ba khía có hình dạng trông rất giống con cua, nhưng nó nhỏ hơn với ba vạch trên chiếc mai màu sẫm. Thực sự đây là lần đầu tiên Mark được nhìn thấy ba khía. Các bạn ơi, Mark được một con ba khía. Mark bị kẹp, rất là đau. Các bạn ơi, con này là con số 2. Mọc giỏi không? Ngoài các cảnh quan thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, thì chắc chắn những ai đến đây cũng sẽ rất thích thú với một món ăn mà từ lâu đã trở thành đặc sản của địa phương, ba khía. Tuy chỉ được khoảng hơn chục con, nhưng anh Dũng bật mí vẫn chế biến được thành một món hấp dẫn để Mark thưởng thức. Các bạn thấy như con ba khía không? Các bạn hãy cùng Mark chế biến ba khía nhé. Trong bạc khía trong nước. Các bạn ơi, quá thơm. Quá thật không sai, rất hấp dẫn đúng không các bạn? Một ngày ở mũi Cà Mau với bao điều thú vị, tất cả sẽ để lại trong Mark những kỷ niệm không bao giờ phai. Bên trừ, bữa đi lấy con bạc gần cầu trần tiền. Bữa đi mới học, mái cầu địa phương. Mà bây giờ không khí quá mạnh,